Ok. Chào các bạn đến với buổi tư vấn 11 Angel K thứ hai là mình và anh Hòa đã đang làm TikTok Elect Support. Thì ngắn gọn vậy thôi. Hôm nay có một ca rất là vui của bạn Thắng, tư vấn rất hay, câu chuyện rất đời. Thì ok, Thắng để giới thiệu qua bản cho bản thân và mong muốn của Thắng về Việt Nam nào. Chia vui anh em luôn nhỉ. Vâng, em chào mọi người, em chào hai anh, em tên là Thắng. Hiện tại em đang là sinh viên, học sinh là khá là học sinh, sinh viên thì cũng không đủ, là học là học sinh năm thứ nhất, học về thesis, đang làm thesis based về AI ở trường University of Alberta. Thì em tập trung chính thì làm về reinforcement learning và bandits, các hệ thống kiểu recommendation systems. Thì đấy là về background của em cũng tốt nghiệp CS cách đây, từ tốt nghiệp vào năm 2023, và sau đấy em đi học thesis luôn. Thì hiện tại thì dự kiến, nếu mà đúng on track thì tốt nghiệp thesis của em sẽ rơi vào khoảng tháng 1 của năm 2026, tức là đầu năm sau nữa. Đấy là dự kiến là như thế. Thì sau đấy thì em cũng có kế hoạch là có thể về Việt Nam, vâng, có gia đình các thứ. Thì thế nên là mà sau đấy thì cũng muốn dự định là ở Việt Nam trong vòng một thời gian ít nhất là 2 3 năm, còn sau đấy thì có thể thay đổi, có thể quay lại đây hay là như nào đấy. Thì nhưng mà ít nhất là thời gian đầu thì cũng Cho cũng anh cũng hỏi muốn là ổn định ở ở Việt Nam trước một chút. Tất nhiên thì mọi 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 em mục đích của hôm nay đến thì em cũng muốn hỏi các anh để tư vấn xem, nếu mà nhìn chung về, bởi vì em cũng không có thể, em không biết quá nhiều thông tin về thị trường Việt Nam, bởi vì em có chia sẻ trước là em đi học từ khi em đi học Canada từ khi còn học cấp 3, xong rồi em học đại học cũng ở đây và hiện tại đi làm ở đây. Và trong quá trình mà em đi học thì em cũng trong quá trình đi học undergrad thì em lại xác định là em muốn đi làm nghiên cứu. Thì em cũng chủ yếu là xin về làm research assistant chứ cũng không tập trung kiểu làm intern hay là các thứ. Mà em cũng biết rằng là kiểu đi đi làm ở các phòng lab sẽ rất khác với cả đi làm industry, nên là cũng mong là các anh sẽ chia sẻ nhiều hơn về các sự khác biệt đấy và cũng cho em sự tư vấn. Vâng, đấy là mục tiêu và Ok, thì anh tóm lại một chút. À, nhưng mà em có phải công dân Canada không, em vẫn là international đấy ạ. không? Ok, rồi. Thì hôm anh tóm tắt lại kênh của em nhé. Là Vâng. độ tập độ 26 ra trường, đang làm về mảng Vâng. MLR. Muốn Dạ về Việt vâng. Nam, ổn định vài năm, làm một cái việc gì đó để lấy vợ. Và chưa biết nhiều về market về ở Việt Nam. Muốn muốn hỏi bọn anh đúng không? Để xem tư vấn Dạ làm sao vâng. được nó phù hợp. À, và thêm một câu hỏi rất quan trọng với em nhé, là em cần một con số bao nhiêu để em về Việt Nam để em sống Thì được, sợ mà em muốn lên gia đình đúng không, thì có tiền rất quan trọng đúng không, thì job làm vâng. em nhiều hỏi luôn. Thì từ em cũng ví dụ như bảo có con số cụ thể ấy, thì bởi vì em cũng không biết rõ về thị trường nên là em cũng không biết là con số thế nào là hợp lý hay là cao quá hay thấp quá, bởi vì em cũng không có nhiều kinh nghiệm để đưa ra các con Bao số nhiêu như tiền vậy. để cho em sống thoải mái, thế đi cho dễ. Bọn anh hoàn toàn có thể, cách học nó sẽ khác nhau, có thể Bọn là anh như không phải SA, bọn anh là em tư vấn cho em. Em trả lời trên đấy là khi em nói làm với được đúng không, anh SA. biết phải biết là bao tiền em sống thoải mái chứ. Tell Ví me dụ a như liệu em không biết là, nhưng mà em nghĩ là có thể có số hiệu khoảng 30 triệu các dự, em nghĩ là có thể là number. đấy, 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 có thoải đủ mái sống. thôi, Vâng. thoải mái. Ô, bao Vâng. triệu như bán kia, là tầm vừa Ai một. ai không biết rồi. À, Dạ, thôi lâu tại cái bởi nào vì em cũng, tại vì ok ví dụ ở Việt Nam thì hiện tại thì em cũng vẫn sống với cả gia đình bố mẹ các thứ, nên là về ví dụ câu chuyện nhà cửa thuê nhà các thứ thì em nghĩ là cũng không phải quá là lo lắng về các câu chuyện à như thế. Thế nên là bọn em sinh hoạt các thứ vẫn ở Hà Nội. Tất nhiên ok là vâng em nếu ví dụ có nhu cầu, ví dụ như nếu mà có các option ở đâu thì em vẫn vẫn là gọi là đón nhận nữa, cũng không kiểu quá là tập trung hẹp vào chỉ một vài lựa chọn. thì nói vui một chút là về ML AI thì làm thực chất thì ở Việt Nam sợ hơi khó tìm job, đặc biệt là các big tech. Thì thực sự nếu mà làm về ML AI thì chắc là em ở Canada chắc là ổn nhất, nhưng mà do hiện tại em đang muốn về lấy vợ thì đó là cái khoản mà, nhưng mà thôi do cái mong muốn của em thì bọn anh có thể tư vấn cho nó phù hợp, chứ bình thường Vâng. bọn anh sẽ ở lại. Chứ còn nhưng mà ca này là muốn về 2026 về, thì nói chung là từ giờ lúc đấy thì cũng khó ra thị trường như hiện tại.
là cái thị trường Việt Nam ấy, bọn anh refer nhiều nhất ấy. Mà cái job mà được công ty nó hay tuyển, đặc biệt là Microsoft, chắc anh biết là nó mới mở R&D ở Việt Nam, và Google biết biết là nào nhưng chưa rõ. Nhưng mà Em hiện thấy tại mình Google như lại quyết định mở Thái hay sao ấy. không, cái đây là cái về data center. Còn Google Office Việt Nam vẫn có mà, thoải mái nhá. Hiện tại đang tuyển nhiều sale, em phải lên career. Còn một ngày mà dev thì không rõ, để xem. Nhưng mà ý bảo là Việt Nam bây giờ là cũng ngon lắm. Thì đặc đặc biệt là những Big Tech thì anh để kể cho em một đống: Grab, Amazon, Worldcon, Shopee, Inbound Hero, rồi Microsoft, rồi bla 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 nhiều ấy. Đặc biệt mấy công ty về New Zealand, về ANZ gì đó trả rất là cao, náp. Nên thành ra là cái câu chuyện mà 30 triệu cho em sống để kiếm được hay không thì câu chuyện là anh phải nói là có. Ra trường, bọn anh còn có những cây ra trường là 50 đến 100 cơ. Thì nói chung là nói cho em tự tin để về. Mà chưa kể là em còn có nhà sẵn ở Hà Nội rồi á, nên là thành ra là cũng thoải mái thôi. Nhưng quan trọng là, nhưng mà tuy nhiên thì bảo là tìm cho em cái job liên quan đến ML AI ở công ty lớn thì khó, thì sang Singapore. Chứ nếu Singapore thì may ra chỗ ngon, và Dubai. Còn nếu không thì hoặc là Taiwan, Đài Loan của Google. Còn nếu không thì ở Việt Nam thì anh sợ cũng không dễ. Nhưng mà ok, cứ làm ở Việt Nam đã thì sẽ phải có khi. À, về ML nhé, thì anh được biết là thằng em anh là vừa đỗ ở công ty Inbound Hero ấy, cũng được, nhưng mà phải nói một công ty hiếm anh Hòa. Thì em cũng nói luôn ML, nghe thằng em anh nó vừa đỗ một có đúng cái rồi. Hiện tại anh biết là lớn á cũng ML, nên thành ra mà công ty trả cũng lớn là cao á. New grad thì 30 có khi hơn nhiều á, để trả nét nhé, không phải gross á. Nên thành ra là em phải tự nhân convert lại thành phải ở 40 50 nữa, có thể là hơn. Nên là thành ra là ồ thì có nhưng mà ít công ty gọi là tiếng tăm ấy. Tại sao anh lại recommend em vào những công ty lớn này? Đơn giản nó sẽ affect em mai sau để đi xin những công ty khác, đúng không? Tại vì nếu mà em làm công ty nó không có tên tuổi thì CV em nó yếu, nó không đủ mạnh. Nên là cái việc là cái công ty nào khi mà cái thời mà em mới chập chững đi làm ấy nó cực kỳ quan trọng, tại vì nó có thể affect. Tại vì ví dụ làm công ty bé, em biết là cái rule của Big Tech ấy, là luật ngầm thôi, luật rừng ấy, là em làm ví dụ nếu làm 10 năm công ty bé có thể nó chia đôi số lượng kinh nghiệm của em. Cái này thì đó, thì chắc là em cũng không muốn như thế, em vẫn thích vào công ty lớn hơn, còn ít là vừa vừa rồi, đúng không, để đỡ career path của em. Nên thành ra thì ok, để anh nêu một số công ty đấy, nhưng mà chủ yếu anh nói thật là nhiều là back end. Anh nói vậy để cho em hoàn toàn để suy nghĩ, nhiều back end. Và thực sự các bạn ở Việt Nam đi làm để xin nước ngoài ấy, mà xin dễ nhất vẫn là back end. À, hôm nay thì cậu một cậu học sinh của bọn anh đang đang tốt nghiệp đại học Bách Khoa thì đang phỏng vấn team AI backend ở bên ở công ty rất là lớn ở bên London. Anh chờ họ New Grad đấy nhá. Tức là nếu mà không phải những cái nghề đang hot như vậy thì bảo người ta có sponsorship visa không ấy thì câu trả lời gần như là không. Thành ra em phải hiểu hiện tại cái stable, cái job của em để xin mà ngon lương cao nhất ấy thì sự thực hơi buồn, nó vẫn là back end. Thành ra còn ML AI thì anh không biết quá nhiều, nhưng mà nếu mà anh biết thì anh đã refer các bạn anh rồi, thực sự là không nhiều hiện tại em biết. Nên thành ra em về em phải suy nghĩ nhá. Nên là còn câu chuyện là 30 triệu mong muốn của em ở số Hà Nội ấy, thì cái này bọn anh giúp dễ thôi, nên là em cứ đừng lo cái chuyện đấy. À, còn tiếp theo cái phần nữa là em muốn hỏi là về liên quan đến về việc nghiên cứu và industry, đúng không? À, thì ngày xưa anh cũng nghiên cứu, nhưng mà chắc là cái nghiên cứu lởm thôi, không bằng em đâu. À, anh cũng cũng đã từng gọi là research được, cũng cũng có báo 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 khoa học á. Thì cũng Vâng. nói chút cho em biết là ngày xưa thì bọn anh làm thì nói chung là làm cô ngày xưa hồi đại học Bách Khoa Hà Nội thì cô cũng đưa ra những cái gọi là topic ở trong anh research nghiên cứu và làm cùng nhau cùng code. Nhưng mà thực sự thì có thể là một đứa cá nhân anh trong cái team đấy nó như thế, nên là thành ra là không có cái gọi là keep track gì về progress giống như làm industry. Có thể những cái laboratory khác nó chuyên nghiệp hơn, nhưng mà của anh cảm thấy nó không, nó hơi khó. Và đương nhiên làm với cô, các thầy cô thì thường thường là mình cố gắng nghiên cứu để có báo chứ cũng không có lương lấy cả đâu.
nên thành ra còn đi làm industry, ví dụ làm code như này thì nó gọi cái incentive ở đây nó là lương, nên thành ra nó cũng có nhiều động lực hơn. Đây là bản thân cá nhân anh, nên thành ra cũng có những cái khác đó, nên thành ra là có thể nói chung cái trải nghiệm ít nhất là của anh để cho em biết một chút. À, thì đó là cái mà anh có thể, anh nghĩ là từ giờ đến 2026 em hoàn toàn có thể xin một cái internship ở đó ở Canada để em thử, để cho nó có một cái khách quan hơn, biết đâu nó lại hay. Còn đấy là cái mà anh có thể chia sẻ cho em, có biết anh Hòa có thêm gì cho em nó không? Anh thì đúng là lúc nãy Lâm nói thì cái việc machine learning thì cái này bọn anh chia sẻ nhiều, khá nhiều. Em học cái ngành rất là trending, nhưng mà cái trend ở Việt Nam bây giờ các cái khóa học dạy AI và machine learning ở Việt Nam cũng rất là nhiều, nhưng mà theo bọn anh cảm nhận nhé, ở Việt Nam thì AI và machine learning không không có được như là thực tế chúng ta đang đang nói. Hiện tại ở Việt Nam bây giờ chỉ mới, anh cũng không biết nói sao, nhưng mà anh nghĩ machine learning ở Việt Nam thực sự nó sẽ dễ làm cho chúng ta hụt hẫng. Thì hồi nãy Lâm cũng tư vấn đúng hai cái chỗ mà anh cũng định nói, là Singapore và Dubai. Thì nếu mà em muốn về gần Việt Nam ấy thì Singapore là cái nơi tốt nhất, họ có viện nghiên cứu, họ có các công ty lớn ở đấy. Đấy, xa hơn tí thì Dubai khá là open, nhưng Dubai thì khoảng 6-7 tiếng bay thì cũng rút ngắn cho em được một nửa quãng đường. Bay sang Anvesta thì chắc 18 tiếng rồi. Tập đấy, nếu bay nối chuyến. 25 tiếng, 26 tiếng đấy 25 là bay tiếng. nhanh nhất đấy, chuyến nhanh nhất là Có đấy. cảnh, có cảnh. Đúng không? Đúng rồi, Tính phải là bay nhanh ba nhất. chuyến đó. Thế 6 tiếng là gần lắm rồi. Đấy thì nếu nếu mà cái này là tùy em xem là em muốn giải quyết bài toán theo hướng nào. Nếu mà gia đình là trên hết và tất cả mọi thứ ấy, thì như nãy giờ anh Lâm nói em quay về gia đình, nhưng mà cái hơi buồn là ở Việt Nam cái MLAI nó sẽ có khả năng làm cho em hụt hẫng, không phải là trong vòng 1-2 năm tới, mà anh nghĩ là 3-4 năm tới, 5 năm tới nó vẫn sẽ làm cho em hụt hẫng đấy. Còn nếu mà em muốn giải quyết bài toán đồng đều ấy thì có thể là đi theo cái hướng là em vẫn có thể cưới vợ ở gần gia đình thôi, đúng không? Nhưng mà nếu em có thể đáp sược xuống Singapore thì đấy là nó giải toán, giải quyết cái bài toán nó tổng hòa hơn cho em. Dạ Đấy, vâng. tuy nhiên thì Singapore bây giờ nó có một cái khổ là nó đang siết cái vấn đề politics là người nước ngoài các kiểu cấp EP visa lao động ấy. Ở Singapore nó hơi siết một tí, nhưng mà anh nghĩ là nếu mà background mạnh, như có các bài báo quốc tế thì công ty như TikTok vẫn sponsor. Bên đấy có viện cứu A-Star cũng khá là mạnh. Đấy, ngoài ra các công ty khác cũng đang tuyển machine learning. Đấy, thì dù sao Singapore nó cũng muốn bắt được cái trend machine learning này, và ở bên Singapore thì có xu hướng là làm thật ăn thật. Nên là em về đấy thì những cái thứ mà em, đặc biệt là em đã làm theo ngành master research chứ không phải là master coursework, đúng không? Master coursework là nó Vâng. theo hướng là làm project industry hơn, nhưng mà research thì em đã bỏ rất nhiều chất xám. Thì cái việc mà em vào các công ty mà có cái môi trường để sau này em phát triển theo cái hướng mà research đấy của em ấy, thay vì em phải đi code thì em là được làm research, em nghiên cứu model, public paper ấy, thì nó sẽ khiến cho em có cái cảm giác em satisfied về career hơn nếu mà đấy là cái hướng em đi. Thì đấy, với mức lương 30 triệu thì thực sự theo cái quá trình mà anh nhìn nhận thì như anh Lâm cũng đã nói, cái mức lương đấy nói về mặt đại trà nhá, Việt Nam có cả hơn trăm nghìn, không biết có đến 200.000 software engineer không, thì nói mức lương 30 triệu nó cao, nó cao so với mặt bằng chung. Đó, với mặt bằng là cái sample là 100.000 200.000 người. Nhưng mà nói về cái thị trường niche, khi mà những người mà họ họ target vào aim cao ấy thì 30 triệu nó là cái gì, nó tầm cái chặng dưới thôi, chứ nó không phải là mức trung bình, nó là chặng dưới. Và mức chặng trên của cái các công ty niche ở các công ty mà top thì ở Việt Nam ấy thì nó cao hơn 30 triệu, chỉ là mức chặn dưới thôi. Thì thực sự em anh cái này anh có thể nói thẳng để em không ngại, là ở Việt Nam thì bây giờ mạnh nhất là cái gì, là mà trả cho AI thì AI mạnh nhất thì chắc là Vin, vừa có tiền vừa có tiếng. Em mà vào Vin thì cái chuyện 30 triệu họ trả cho em mà em cầm cái bằng Canada, tất nhiên là bằng bằng thật, học thật bằng thật, đúng không? Thì cái chuyện 30 triệu Vin Vin họ tự à? sẽ còn trả cho em, chứ chả có cái vấn đề gì mà nó khó khăn ở đây cả, đúng không? Nên là đấy là những cái. Nhưng mà Vin thì anh vẫn nói là mặc dù Vin mạnh, Vin đầu tư nhiều, nhưng
Anh vẫn nghĩ, cá nhân anh vẫn nghĩ là thị trường như Singapore cận kề hoặc là Dubai thì nó sẽ giải quyết cái bài toán tốt hơn về mặt đủ thứ, danh tiếng, tiền bạc, gần gia đình cũng phải mạnh. Không Đấy, giải quyết về lấy thì vợ, em nó đã bảo là muốn về lấy vợ ổn định mà thì lấy anh. vợ rồi thì đưa sang Singapore, ra bay Hà Nội bay sang Singapore có 3 tiếng, sang Singapore Dubai có 6. tốt cho gia đình thôi nha, anh nói thế còn Việt Lo Nam nó chuyện cái anh phải gì. tư vấn cho nó chuẩn đúng ý em nó chứ anh ấy cứ Được, thì đấy là cái mà anh còn tất nhiên là quyết định như thế nào và tầm nhìn như thế nào thì vẫn là em, bọn anh chỉ có thể đưa ra những cái đường hướng khác nhau để cho em thấy được cái bức tranh nó như thế nào, tại vì nói em cũng muốn là tìm hiểu cái bức tranh thị trường Việt Nam. Thế còn thị trường Việt Nam thì như bọn anh nói nó vẫn mạnh ở cái chỗ là nó thích chuyển software engineer chứ chưa có MLAI nhiều ở đây. thì nói thật đó là Thì kể cả các công ty lớn vào thì anh cũng nghĩ là họ sẽ tuyển software engineer và họ sẽ đưa những cái project họ cần đội software engineer nào đấy làm, họ đưa về Việt Nam. Ví dụ như Microsoft hiện giờ là họ cũng đưa một số cái project về Việt Nam và toàn là software engineer cả thôi chứ mà lấy ai chưa có. Đấy. Cùng lắm thì cloud, cùng lắm thì cloud engineer. kể cho bài toán kinh tế đi, là thực sự nếu bây giờ em có đỗ ở bên TikTok hay là Singapore ấy, thì thực sự là ngày xưa em có thằng đệ nó cũng làm blog mà anh ạ, thì làm gì chả biết được nó. Nói chung ấy mà level thấp thì level bình thường, level bắt đầu từ level 1 chẳng hạn, nói chung là lương cũng gần đấy á, thì mang vợ con sang á, còn thuê nhà kiểu đắt lắm, nên thành ra là bảo ổn định thì hơi khó, còn chưa kể muốn sinh con đẻ cái. Thành ra nếu mà em sang Singapore thì recommend là sang một mình, còn bưng cả vợ cả con sang ấy thì em lại còn tốt nghiệp, nếu mà kể cả em có đỗ không thì lớn mà đi rát đấy thì trừ vào HRT gọi cực khỏe, thì mà HRT liên quan đến quan ấy, HFT ấy, thì không nói nhá, HFT. thì gần như là vào cấp kể Big Tech, thực ra nó cũng chẳng cả độ 7-8 nghìn, nhưng mà trừ đi tiền nhà nhất thì sợ em hơi chật vật, nên thành ra là bảo ổn định thì đấy anh phải nói tại sao là anh phải nói, bảo anh Hòa là stop cái bộ đấy lại để em nó muốn ổn định Ôi, thì nha. cái này tôi nói nữa thì các bạn ở Singapore cảm thấy tâm Nhưng mà do đây em phải tư. tư vấn có tâm với anh, em nói là do là cái vụ này hôm nay em nó muốn về Việt Nam lấy vợ thì mình phải tư vấn cho nó chuẩn bài, là muốn ổn định tức là muốn có gia đình, có sinh con đẻ cái đó, nên là mình phải nói. Chứ còn ở Việt Nam nhé, là mà chưa kể là em dai đây là có nhà sẵn ở Hà Nội rồi, nên thành ra là cái mức nợ 30 50 triệu thì hoàn toàn để settle down Hà Nội rất là ngon lành, mà chưa kể là đẻ được, đẻ thoải mái luôn Thôi không. cái chuyện gia đình thì nhưng mà thắng thắng coi là em có câu hỏi gì để bọn anh đi vào, nãy giờ bọn anh Người cũng gia đình chia mà sẻ có thể khá là nhiều. vấn đề cho em là nó phù hợp, tại vì nói chung là giá cả Singapore là gì anh không biết, nên là thành ra hơi khó cho em, để ví dụ là em độ 5 6 năm kinh nghiệm chẳng hạn thì anh nghĩ là có thể support em để có những offer rất khủng vài trăm nghìn thì chắc là được, nhưng tại em mới ra trường này nó không dễ, nên là thành ra là bảo là settle down với vợ với con thì thực sự rất là struggle, hoặc là cũng chỉ vừa đủ thôi, nó không được thoải mái, nên là thành ra anh vẫn nghĩ là nếu thì em phải suy nghĩ cái này, em phải suy nghĩ, nên là miễn sao là em chọn phù hợp, nó phù hợp nhất cho bản thân và quan trọng là thỏa mãn được cái ước mơ gia đình gì đó của em ở Hà Nội đó. Thành ra là em ở đoạn nào Hà Nội nhỉ? Anh Hà Nội. Em ở Long À Long Biên ơi, anh cũng gần Long Biên. Đông Biên Trù. ấy. Ok. Em ở ngay chỗ Ngọc Lâm ấy. Ôi cái đường Ngay đấy giờ đắt gần lắm. đấy. Em ạ. À, giờ giàu lắm. Biết rồi, đất đấy. Nói chung mừng em nhé. Chúc mừng thêm. Ok, good. Thì thế anh nghĩ là à còn học cái gì thì biết chưa? Hay Thì là đấy ạ, thì tức là bởi vì trong lúc em có nói một ý nữa là thế là em thì cũng không không ngại nếu mà quay lại, ví dụ như bởi vì em có background về CS, nên là ví dụ bây giờ bảo em quay lại em học để shift một chút sang làm software hay là back end các thứ thì em cũng sẽ, tức là gọi là em có thể sẵn sàng trong thời gian này thì có thể ok với những việc đấy, nhưng mà cũng cũng gọi là hôm trước cũng có hỏi là kiểu nếu mà thực tế không thì có thể quay lại, em vẫn muốn là nếu mà end point tức là những cái điểm cuối của em vẫn muốn kiểu quay lại làm về AI ML, vì đấy cũng là kiểu sở thích cá nhân các thứ. Thì thôi trước mắt thì nếu ví dụ như em muốn hỏi anh là
Thế ví dụ bây giờ kiểu quay lại đấy thì lúc anh lộ trình kiểu ví dụ như bây giờ mình cần chuẩn bị một chút như nào kiểu về mặt high level, ví dụ mình muốn bây giờ giả sử muốn shift quay lại làm về Backend đi. backend thì Để cho dễ. Thì với backend, anh hoàn toàn có thể sắp phát cho em mức lương khủng ở Việt Nam. Tại vì có rồi. Có rồi. Bọn anh chủ yếu bọn anh team đa phần toàn mấy cô anh em. Nên thành ra là bao nhiêu chiêu trò cũng có thể biết. Thì ok. Very good. Bây giờ thế này. Ở công ty backend Việt Nam nhiều lắm. Thì nói chung là họ sẽ có những môn thi như sau. Các môn thi trong tổ thi đại học ấy. Đầu tiên là môn CS Fundamental. Interview ạ. Thứ hai là thuật toán. Nhưng thuật toán không phải đi kiểu competition đâu. Tại vì anh chấm rất nhiều bạn rồi. Theo code kiểu đấy dễ đi lắm. Theo kiểu là interview. Đó, thuật toán, interview. Đó. Trình bày đẹp, nhiều cái referring như đó. Thứ ba là xin design, hên xui. Thường thường là một công ty kiểu có. Thứ tư thì có thể là OOP. Đấy, có bốn môn thôi. Cái đấy Google đầy nhiều quá. À hỏi một chút, không phải em có phải học viên của Enzipro không ta? Em đấy thì tức là em cũng đợt vừa em cũng tự em tìm hiểu thì em đang muốn đăng ký học về các khóa về Algo 2 và Algo 3 bởi vì em có background một chút về CS thì có một vài em cũng muốn hỏi các anh để tư vấn thì em sẽ đăng ký được phù hợp hơn. Nói chung em biết là đi học ở những trên trường ấy thì là academic. Ví dụ em học thuật toán nó học rất là sâu về phân tích về kiểu. Nhưng thực sự đi phỏng vấn nó có nhiều cái nó thứ là lằng nhằng hơn. Có thể nó practical hơn và nó sẽ phải diễn giải đến những kiểu rất rất là khác. Tất cả mọi thứ như là sự design đó. Tại vì nó thật là môn học sự design ạ. Cái môn hệ phân tán ở trong trường đại học anh học rồi. Nhưng mà đi phỏng vấn thì nó lại khác. Mặc dù những cái component thì nó có thể nó có cái giống nhau. Nên thành ra đó là em phải phù hợp với cái industry. Tức là khi mà em phỏng với một công ty thì em phải biết nó hỏi và nó sẽ hỏi theo kiểu dạng như nào. Đó. Nên thành ra là nó thuần tại vì em muốn muốn công việc thì em phải học cái interview. Thì đó là em phải luyện nó sẽ khác đi. Chứ thay vì nó practical hơn. Đó. Nên là thành ra là thực ra đương nhiên là anh chưa biết rõ background lắm của em nhưng mà thường thường những cái môn học đấy thì anh phải chỉ cho em xem để em biết là chọn nếu mà trong trường em cảm thấy thích thú em phải chọn cái nào phù hợp cho bản thân nếu trường hợp thích đó. Còn đương nhiên là nếu em mà muốn học backend thì làm backend engineer thì em cũng phải biết backend là cái gì nên thành ra nếu mà em chưa biết học backend là cái gì thì recommend em có thể học ở đâu đó hoặc là học bên anh khóa với backend để cho biết là công việc của backend nó như nào có nào hứng thú không. Nói vui một chút là ngày xưa anh cũng từng na ná một chút như em là hồi ở Nhật hồi đấy anh xin thách học bổng là làm master về một cái lab lab về nghiên cứu cũng là về NLP cái kiểu á nhưng mà sau anh có được một offer của một công ty khá là to ở Việt Nam thì anh thì thấy cứ bảo về làm nếu chán thì cứ qua lại với thầy offer thì vẫn còn đến bây giờ anh chưa bác lại nói chung là vui không nói chung là em cứ làm đi rồi biết đâu cứ làm biết đâu lại có những khám phá sở thích riêng còn nếu mà cảm thấy vẫn chưa có thì lại về đi học tiếp không vấn đề gì cả để cho em cảm thấy an tâm khi mà em thử một cái mới đó Thực ra thì mời. em cũng đấy thế nên từ mục đích chính là em vẫn muốn tìm hiểu được biết thêm được nhiều bởi vì là em sống rất là lâu ở bên này em cũng không biết gần như là em cũng chỉ không không biết một chút thông tin gì về thị trường làm việc các thứ ở Việt Nam cả và châu Á nói chung luôn. Bắc Mỹ thì thực ra em cũng có biết là bởi vì giống như lúc nãy là các anh bảo là em nghĩ là không chỉ ở Việt Nam hay là châu Á cũng kể cả Bắc Mỹ các thứ nói chung thì em thấy thực ra nếu mà những công ty mà em êm mà làm về AI và ML thứ ấy, thì đa phần cũng đều phải require đều đa phần là minimum requirement đều phải là PhD hết còn lại những đấy là những công ty lớn còn những công ty mà thấp một chút thì cũng master nhưng cũng phải rất nhiều những kỹ năng kể cả về software như kiểu làm backend rồi làm về cloud các thứ nữa thế nên em nghĩ rằng là kể cả ví dụ bây giờ em nếu mà nhìn về lâu dài ấy, thì em nghĩ là kể cả em có quay lại làm backend các thứ mà nếu mà em có sau này em muốn quay lại em làm về ML mà xong rồi ra làm ML Engineering lại sau đấy nữa chẳng hạn thì em nghĩ là cũng không theo em theo góc nhìn của em thì em nghĩ cũng không phải là một cái gì đấy kiểu gọi là kiểu không liên quan gì đến nhau lắm thế theo
em nói vậy. À, cần mà ngày xưa anh làm ở Grab, anh làm với team ML mà, thì họ cũng biết API các kiểu. Vậy thì đôi khi mình cũng nghĩ với ông này, như với anh nhỉ, cũng biết API cho anh côn cũng ấy, cũng môi trường hệ thống cũng system, nên thành ra học tốt cả thôi, đừng lo thêm skill em nhấp thì thế. Còn thì, em còn 1 năm nữa anh thấy thoải mái, 1 năm nữa đúng không, để ra trường đúng không, Đúng lúc rồi, đấy sẽ về đúng không, nên thành vâng, ra thì đấy thì bởi vì thoải mái thôi. đấy là em có một cái plan như thế nên là em cũng muốn là kiểu mặc dù em cũng nói chuyện một vài các anh chị senior hơn ở lab của em các thứ thì mọi người bảo là cũng không chắc có vẻ bởi vì mọi người không hiểu thị trường các thứ ở Việt ở châu Á nói chung nên là bảo mọi người thì mọi người cũng bảo là không sao, kể cả bên này thì cũng cũng vẫn có thể xin được các lab ở bên này với master, ví dụ như em có biết một vài người như kiểu xin kể cả ở Huawei, lab của Huawei các thứ thì vẫn có thể, và một vài các lab khác nhưng mà bảo là big tech hẳn, bảo là kiểu như kiểu Google, Facebook, Amazon lab thì đa phần đều vẫn phải PhD hết, thậm chí là chỉ là senior PhD thì mới được chứ không thể nào mà junior thì vẫn chưa được. Thôi mình cứ focus vào cái plan của em ấy. Thành ra đó anh phải chọn nó kỹ để tránh trường hợp là hai chân đứng hai thuyền, thực sự rất là khó focus. Tức là nếu mà em đã thực sự là đã nghiêm túc với cái việc là định về Việt Nam lập gia đình cho sao, định ổn định vài năm, thì anh nghĩ là ở Việt Nam thì cứ thử làm anh em thử xem. Nói chung đấy, cái gia đình của em có thể kéo cho em đi bất cứ đâu đó, đôi khi chuyển trách cơ, bình thường thôi, là Dạ cứ vâng. thử nhá. Cũng không thử, nói chung là chắc là vẫn thích gia đình hơn đúng không, prefer tình ưu tiên gì hơn đúng không, thì Vâng thì vẫn đấy là thì từ tất cả mục tiêu và có bị xáo trộn một chút thì cũng là mục tiêu là bởi vì là do có cái mục tiêu khác nữa nên là mới phải đúng không? Bình thường thôi. tìm hiểu. Vâng. Ok, từ ngày anh có con anh phải thay đổi nhiều thứ lắm, nhiều cái anh thích cũng không nào được, nên là chuyện rất bình thường, nên thành ra là anh hiểu chú đó. Thì ok thôi, bách trở lại thì đó, những cái môn đang học đấy thì, nhưng mà em cứ học từ từ thôi, em có 1 năm nữa cơ mà, em cần để hứng thú thì em cứ đăng ký từng cái, học từng cái đi lên. Tại các môn học thì anh cũng nói cho em rồi, mà bên NC Pro và Academy thì cũng có đủ hết, em cảm thấy thích cái gì thì đăng ký thôi, chứ không có vấn đề. Không biết là em cảm thấy ok chưa? Vâng, em thì cá nhân em nghĩ là em cũng sau nói chuyện hai anh thì em cũng mừng tượng được thêm và có thể biết thêm để đưa ra quyết định của mình cuối cùng. Thì cũng kể thêm một đấy, nếu mà em vào ấy thì cộng đồng của anh em ở bên Việt Nam đông lắm, hội cửa viên á, có nhiều bạn ở Dạ Singapore, vâng. có nhiều bạn đây, thì nếu em vào thì nói chung là các anh em đấy thường thường kéo nhau lên vào mấy chỗ ngon, nói chung là cũng dễ thôi. Kể cho em để cho em tự tin, ở Việt Nam Vâng. có network cái thì cũng công việc nó cũng không khó được, cái khó là cái network ấy. Rồi kiểu hôm nay em tìm một anh á, đó cái anh Hòa biết có thêm gì cho em nói không, còn nớt không? Không, anh thì chỉ muốn chúc thắng trong năm tới học hành tốt đẹp, nên mọi cái plan nó tốt so với cái dự định của em. Ngoài ra thì trong vòng năm tới mà có cái chuyện gì nó thay đổi trong vấn đề học tập định hướng hay xin việc hay này nọ thì cứ thoải mái book bọn anh thêm cái nữa. Đấy, Ok. tại vì anh nghĩ là em còn năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp, rồi giáo sư có thể khuyến nghị em thế này, khuyến nghị em thế kia, rất nhiều cơ hội mở ra. Nên là con đường đi có thể là một con đường nhưng lắm ngã rẽ, nên là cứ thoải mái, cần cái gì thì cứ book bọn anh, không thì ping bọn anh có cái group chat của ba anh em mình để thì em cứ ping bọn anh lên Ok. đấy, Dạ có vâng. cái gì em cần hỏi đấy. Dạ vâng. Em cảm ơn hai anh nhiều nhé. Vâng. Ok, Chúc chúc em một ngày vui lập vẻ. gia đình thành công, cố Dạ lên nhé. vâng. Ok, Em cảm ơn. bye Dạ. bye em nhé.